Sau chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ mạnh Brazil, Nhật Bản bước vào trận đấu cuối cùng của tuần 2 với Argentina, Á quân Olympic Tokyo 2020. Ở hai set đấu đầu tiên, với sự xuất sắc của bộ ba Ran Takahashi, Kento Miura và Yuki Ishikawa, Nhật Bản khiến Argentina nhọc nhằn chống đỡ những pha tấn công đa dạng và uy lực, qua đó vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Sang set đấu thứ 3, thế trận vô cùng kịch tính khi hai đội kéo nhau tới điểm số thứ 33. Ở thời điểm quyết định, Argentina là đội tận dụng tốt hơn cơ hội, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng lội ngược dòng. Với lợi thế tâm lý từ set đấu thứ 3, đương kim Á quân Olympic Tokyo 2020 đã giành chiến thắng với điểm số 25-22 bất chấp những pha tấn công đầy biến ảo của đối thủ. Sang set đấu quyết định, Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước nhờ sự xuất sắc của đối chuyền Miura và họ đã duy trì được lợi thế này để giành chiến thắng chung cuộc 15-12. Ở trận đấu này, Ran Takahashi tiếp tục tỏa sáng với những pha tấn công và phòng thủ xuất sắc. Anh là cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất trận đấu với tổng cộng 32 điểm. Như vậy, kết thúc tuần thi đấu thứ 2 với mạch 8 trận toàn thắng, Nhật Bản đang tràn đầy tự tin bước vào tuần thi đấu thứ 3 và xa hơn là những trận đấu knockout ở phía trước.